sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mới chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng, chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau, cùng cất tiếng hát để quên đi nỗi sầu và quên đi bao nhọc nhằn khó khăn. Ngày mới chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mới chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng. Về nơi kia xa xôi, bạn ơi hãy nhớ lời tôi. Dù bao sóng gió, phong ba giữa đời, thì bạn hãy sẽ chia cùng tôi. Tình bạn thân thiết, không bao giờ nhạt phai. Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui. Tình bạn thân thiết sâu xa muôn trùng, tình bạn mãi mãi không đổi thay. Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai. Tình bạn mang đến sẽ cho ta nhiều niềm vui. Tình bạn thân thiết sâu xa muôn trùng, bạn mãi mãi trong tim anh và tôi. Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mai chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng, chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau, cùng cất tiếng hát để quên đi nỗi sầu và quên đi bao nhọc nhằn khó khăn. Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mai chia tay nhau, chợt nhớ quyến luyến trong lòng. Về nơi kia xa xôi, bạn ơi hãy nhớ lời tôi. Sớm chia cùng tôi. Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai. Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui. Tình bạn thân thiết sâu xa muôn trùng. Tình bạn mãi mãi không đổi thay. Tình bạn thân thiết bao giờ nhạt phai. Tình bạn mang đến sẽ cho ta nhiều niềm vui. Tình bạn thân thiết sâu xa muôn trùng. Tình bạn mãi mãi trong tim anh và tôi. Tình bạn mãi mãi trong tim anh và ê, chào cả lớp. À, khi này vừa mới đi ăn cơm xong. Rồi xong là tung bang hắn bỏ bom, hắn nói nhắn là gửi cho hắn một cái đoạn video clip học lớp mà nhắn cho hắn một hồi xong mới hỏi là ôi rùa, khi mô thi dạ hàn là khi mô thi phí gửi. Hắn nói là sáng mai. Rồi là mình chạy phải ăn xong vội vàng vàng chạy về. Trang điểm nó kịp trang điểm chứ cả. Thôi thì mặc đại cái đồ vô rồi xong là vừa đi cắt được cái tóc này. Nói là nhắn đợi cười ấy. Xong đáng là năm ní được 15 năm mình cũng muốn về. Vấn đề là bị dư bầu bùng to rồi. Có treo ra máy bay hỏng đuổi xuống nên là thôi ở đây rồi xong bừa mô
Mấy bạn tụ tập thì nhớ live stream cho mình coi với. Chắc là chưa ai quên nữa hay. Mình là Kim Hà này, xong là cái chị nữa hay. Hồi xưa bị Huyền gọi là hai héo, thành ra là nickname hai héo bay đến đến từng bây giờ đi làm rồi mọi người vẫn cứ gọi là hai héo. Xong hồi nữa thấy thì nghe nói là hai héo thì bảo không được, con gái phính có héo bo chứ cả mà thầy đặt cho cái là hà, hà hóa. Rồi xong là hai tặc biến thế đang cuối cùng lại nói là ừ hà hóa cất lợn bỏ tay luôn. Thôi túm túm gọn lại là bây giờ bàn bàn đấy bán biết bàn có tướng thanh héo hay không, nhưng mà nói chung là nhìn bây giờ từ bàn đánh giá là bàn thành bàn khá khẩm đấy. thôi đại ý là bữa đi mấy bàn tụ tập thì cứ tụ tập xong rồi lái chim cho bàn coi với. Nhớ gọi điện online rồi là ta nhậu online. Bữa bàn đi nấu uống được bia nữa mà, nhưng mà chắc là muốn nước ngọt về thì vẫn uống được. Xong bữa nữa tụ tập thì có bạn mô có tâm tình tâm sự chí, có hồi xưa có tình cảm gì ghét yếu với mình thì là nói cho mình biết với. Chứ hồi nữa mình cũng ngộ nhiều khi nghĩ lại nhiều cái cùng hâm hâm. Nhưng mà tính thì hâm cho đến dư phần cứ hâm mà rửa thôi, nó có chi khác cả, chỉ gọi là nhanh dần nhưng mà nhanh quen nên là nó nhớ là mình đang dần cái chi năm nó nói nhắn nói cười rất là được hơn 2 tiếng 2 phút rưỡi đấy nè. Xong bữa nữa nghe nói đọc trên group thì nghe nói là có tụ tập ăn uống nhưng mà nhớ là có uống say đừng có ốm chắc nhá. Bây giờ hầu như trừ bần phóng ra là chưa lập gia đình rồi, chứ con nữa là toàn một một chồng hoặc một con hai con ba con cả đấy. Có ốm chắc cái có lỡ ốm chắc cái nhớ đừng có để chụp ảnh chứ không mai một về đốt nhà chắc hai lắm. Thấy rửa thôi nhá, chứ nó biết nhắn nói chứ nữa. Chúc mấy bạn nhau khỏe. Ngủ thì trai nhớ về phòng trai mà gái nhớ về phòng trai chứ đừng có, gái về phòng gái chứ đừng có lộn phòng là được. Đấy, rửa ấy. Anh chơi vui vẻ nhá.